Mến chào toàn thể anh em, rất vui gặp lại anh em. Chào mừng anh em quay trở lại video trên channel LVTS Video. Thực sự là một sơ sót của mình trong thời gian qua khi mà mình chưa giới thiệu một arc này đến toàn thể anh em. Một arc có thể nói là những sở hữu những món hoàng kim môn phái mà có lẽ nói là VIP nhất của Võ Lâm, mà đã sở hữu từ rất lâu rồi mọi người, rất lâu rồi mình quên làm video để chia sẻ với anh em thì thực sự là thứ lỗi. Đó là cao thủ Lão Phật Gia Thiếu Lâm, một cao thủ mà chúng ta có thể nói là mang những món đồ mà có thể so sánh được với những cao thủ như là Vô Địch Thần Tăng năm xưa hay là Louis Vuitton năm xưa mọi người ạ. Chúng ta có thể thấy là Thiếu Lâm thì không có dây chuyền hoàng kim môn phái, nếu mà có thì chắc có lẽ cao thủ này cũng đã mang trên người rồi mọi người. 9 món hoàng kim môn phái, đi ngựa phiên vụ, nhìn thôi đã nghiền rồi mọi người. Còn bây giờ chúng ta thì xem thử xét đồ này như thế nào nhé mọi người nha. Mà tại sao mình lại có thể so sánh được với những nhân vật huyền thoại của Võ Lâm. Hiện tại cao thủ này đang chơi tại server của Công Thành Chiến.us, một server đồ săn hoàng kim môn phái. Và bây giờ chúng ta cùng đến với set đồ. Cây vũ khí đồ long đao, tứ không giáng ma giới đao 43. Không còn gì để mà nói luôn mọi người ạ. Chỉ nói về sát thương ngoại công là có 5-6 điểm mà thôi. Thực sự nó là phải 60 điểm mới đẹp. Chứng phái ít như là thiên điệp cộng 3, tốc độ 40, không gì phải chê. Và đây, dây chuyền sinh lực 140, phục hồi thể lực 9, bậc đồ sát là không bao giờ hết thể lực luôn. Thì làm 140 đến cả 20. Một món đồ xanh duy nhất, rất là khủng. Ở server này thì chúng ta đồ xanh là chúng ta có thể lọc đồ nha mọi người nha. Dùng lệnh bài tân thủ và lọc đồ ra. Nón mộng long, nón kháng hỏa 26, sát thương 84%, cộng chấn phái cộng 3 cấp. Tại vì thiếu lâm đao nên cái dòng long chảo, hổ chảo thì cũng không cần thiết. Áo tứ không cộng 3, phục hồi 45, chưa mắc binh, còn thủ lý 22. Đại lưng tứ không, tấn công chí mạng 5%, kháng hỏa 25, kim cam phục 3 cộng 2, thời gian làm chậm 446, thời gian trúng độc 64. Rồi đôi giày tứ không hạn chế thời gian, tốc độ 44, phòng thuộc lý 30, thứ lâm đào pháp cộng 3, thứ hống cộng 3, quá đẹp luôn. Bao tay tứ không 33, thời gian choáng kháng hỏa 33, rất đẹp. Kỹ năng cộng 1, kỹ năng cộng 1, và những món cộng 1 là 3 kỹ năng cộng, kỹ năng vẫn có cộng 3 kill. Đây chứng phái cộng 3 kill, chứng phái cộng 3 kill, 36 với 3 là 9, chứng phái 39 điểm mọi người. Kill 9x thì đây là 3, 1, 2, 3 là 6, quá ghê gớm luôn. Mọi người thấy ghê không? Quá kinh khủng luôn mọi người. Đây là cao thủ top 2 liên đấu rồi mọi người ạ. Cao thủ thiên nhận top 2 liên đấu. Một mình cân 3 cầu thủ luôn, quá ghê. Thì anh em nào muốn chơi server này thì em truy cập vào trang web là congthanhchien.us nha mọi người nha. Server dành cho người đi làm, chúng ta vào BK tống kim, săn bốt các kiểu thôi, liên đấu, solo các kiểu nha mọi người nha. Rồi hẹn anh em ở video sau nha anh em. Và anh em đừng quên tặng cho mình một like và nhớ đăng ký kênh của mình nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.